Xin chào, là mình đi đây. Đây có lẽ chỉ là một chiếc vlog tình cờ trong tuần này thôi. Mình quay khá là ít nhưng mình quyết định sẽ đăng chiếc video này lên để mọi người biết được cuộc sống của mình trong một tuần qua ở Sài Gòn nó như thế nào. Thói quen dậy từ 6 giờ sáng. Và lúc này thì mình đang chuẩn bị ăn cơm. Cơm thì mình đã cắm từ hôm qua nên là sáng nay mình chỉ phải ăn thôi. Thật sự thì với mình bữa sáng là quan trọng nhất. Nó quyết định nguồn năng lượng của mình cả ngày sẽ như thế nào. Như mọi người có thể thấy là mình ăn bằng chảo á. Kiểu nó kỳ lạ đúng không? Thật sự thì tại mình bị lười dùng tô á. Không hiểu sao thì ăn bằng chảo nó khá là thích thú hơn. Các món ăn thì mình đã chuẩn bị từ hôm qua rồi, nên chỉ việc lấy ra và ăn thôi. Tính mình thì không phải là cầu kỳ quá nhưng mình luôn chuẩn bị mọi thứ trước một ngày. Kiểu như vậy nó sẽ làm mình an tâm hơn mọi chuyện á. Mà con thì sao nào?
nhà vệ sinh khó khăn dã man. Ui nóng quá. Nóng á? Ừ chứ nó nắng mà. Trời đẹp, đẹp thì đẹp. Nhưng mà đẹp thì đẹp thôi. Nóng quá. Trời, bật nó dài quá, bước cả bước to. Sáng ngày hôm sau thì là ngày 20 tháng 9, bọn mình đã lên trường để đi nhập học. Yêu cầu của trường thì là bắt buộc học sinh phải mặc áo sơ mi trắng. Để trong lúc nhập học bọn mình sẽ phải chụp ảnh thẻ nữa. Bọn mình thì sẽ nhập học ở trong hội trường Trịnh Công Sơn. Nên là tâm lý sợ gì cả. Mày uống cái nào? Tao uống đồ nặng á. Chơi nhau. Không mà cái này nó đâu có nặng đâu. Ừ, nặng đấy đâu. Mà chơi luôn đấy, ba đứa mình. Ừ. Nó hơi cao mày rồi. Tại vô. Do là hồi chiều thì mình vẫn chưa ăn gì cả nên bây giờ mình rất là đói. Vì vậy nên bọn mình đã quyết định ghé vào một quán cơm để ăn. Mình tính ăn gì? Cháo xin cháo cháo rồi. Xong mẹ rồi. Sáng hôm sau thì mình đã về lại nhà của mình ở Biên Hòa để thăm gia đình và cũng như là để gặp các anh em trong đội bóng rổ để đấu giao lưu. Và theo suy sẻ làm sao thì mình lại về đúng vào cái ngày mưa. Nhưng cũng thật may là đến tầm chiều thì cơn mưa cũng đã ngớt rồi. Mình là một con người rất thích những không gian yên tĩnh. Bởi lẽ mình luôn cảm thấy không thoải mái, căng thẳng cực độ trong đám đông. Trước đây mình từng là một con người trầm tính, ít tham gia các hoạt động văn nghệ. Nhưng từ khi mình bước vào môi trường đại học, mình đã quyết định với bản thân rằng mình phải thay đổi bản thân mình thôi. Có lẽ những người bạn của mình có thể đang xem video này. Thật sự trước đây mình là một con người xuyên suốt những năm học trung học phổ thông, mình rất ít khi ra khỏi lớp học, đến nỗi nhiều người nghĩ mình bị tự kỷ. Nhưng không sao, bây giờ mình đã bước qua chương mới thứ hai của cuộc đời rồi. Mình chấp nhận với những con người hiện tại của mình. Tuy mình không còn phải là một con người ít nói, nhưng về thứ bản chất trước kia của mình vẫn còn. Vẫn còn cái sự nhạy cảm và đôi lúc mình vẫn luôn chọn những nơi yên tĩnh để phần người trước kia của mình có thể bộc lộ. Vì như vậy mình có thể phần nào thấy cuộc sống của mình vẫn còn an yên. Mình đang vào quán cà phê nào đó kiểu ở chỗ mình thôi, từ khu Biên Hòa và Trảng Bom. Mình tìm được cái quán cà phê này trong khu chợ kiểu nó bao quanh rất là nhiều cây ấy, nên là xung quanh mình toàn là cây đây nào.
và mình đang chờ đứa bạn của mình tới ở đây. Mình mới dậy kiểu mình cũng chưa tốt tát tóc gì cả rồi đi chơi luôn ấy, nên là nhìn đầu mình hơi bù xù tí. Tạm thời lên làm công an 3 tháng. Sau rồi thì mày đi dụ đi tìm được ai đó. Giờ cắt tóc rồi mọi người ơi. Đi nào. Tao phải quay vlog. Vlog với cắt tóc. Cái gì tóc của tao nhìn mấy mai mốt lên thế nào. Mai mốt cái gì tao hỏi không ta? Hỏi bình thường.